tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quay lại video của Tiên. Hôm nay Tiên với anh em lại tiếp tục săn hải sản nha mọi người. Hôm nay anh em mình ở cái Gò Kem. Các anh em đang ở trong mùi để chuẩn bị mặc những cái bộ đồ trang bị ấm. Đây, còn em này ngồi quất mực nha mọi người. Hiện tại thì buổi chiều này anh em mình câu được 4 con này. Đây, tươi sống luôn. Mới vừa câu thật thì mực này buổi chiều tối sắp đồ nó mới ăn nha mọi người. 4 con này luộc ăn với rượu thì say nha mọi người ơi. Bây giờ sẽ nổ máy lên. Máy vừa nổ là máy 90V, dùng để chạy điện về kéo máy lặn, kéo hơi để anh em lặn dưới nước đó mọi người. Đèn thì đầy đủ, mượt lên mua dưới thì sáng đầy đủ nha mọi người. Đây, giờ anh em tập trung tới trước này là chuẩn bị để sửa sang những cái đồ cần thiết anh em mình còn trang bị nha mọi người. Thường thì sẽ mà chĩa giữa mặt nạ, mang giày, rồi nón, rồi mũ, nói chung xuống dưới nước thì trang bị rất là kỹ nha. Bây giờ Tiên cũng chuẩn bị vô đồ, nói chung sắp sửa trang bị đồ để lặn nha mọi người. Tiên sẽ trang bị là một cái bộ đồ này do tháng này nước ấm rồi, không có cần thiết mặc áo nhái nha mọi người. Đấy, một quần một áo là được. Hiện tại thì được một con mực nữa mọi người. Nói chung buổi tối này thì mực cái khá là nhảy ăn. Còn thứ năm sắp chuẩn bị lên. To hả, to hả? Sức hả? Wow. Con mực khá là to luôn. Tầm 25 á, con mực này 25cm á. Quá đẻ. Mực này thì anh em câu để luộc ăn hoặc là nhậu. Nếu mà nhiều thì cũng vẫn đem về bán, còn tươi gió luôn nha mọi người. Còn mực vừa lên khá là to luôn.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
chẳng kiểm ở trong này có ổng độ mẻ. Chưa kiểm là có ổng độ. Thế học trước hay ghê à? Đây là thành quế hải xăm. Hai xô như thế này. Về đây là những vật như hai nêu mình cũng đã lên rồi. Đây. Có hai con một lễ ở cái này. Ở đây là những cái vật như anh em mình sẽ bỏ xuống để đuôi đổ xuống chia dê nha mọi người. Anh em sẽ chia dùm dê để đuôi một này còn trống mấy lát bao dùm lại xé cả kiệt xe đẹp này cũng xé phải đuôi cá nữa mày. Thế kia số 2 dê bó xuống đó đi chia dê đấy đồ đồ à. Để đem về sau để nuôi. Ớp nhầm chừng gửi hơn 20 con sang đây làm máy chứ cái gì đâu mày. Ôi. Này mày đổ đồng to thì thắng à. Chột rẻ không? Ngon một hai con ngờ. Đồ đó vào gói cò. Đây, đây đem chỉ được vào con một lé được mà một. Mẹ. Đấy. Giờ bắt luôn thả xăm ra rồi anh em mình sẽ đổ kế nha. Thả xăm này tầm 1.5 năm. Giờ sẽ đổ những cái vật kế anh em mình bắt được rồi. Đây, được hai con bạch tuộc. Nói chung tăng giờ thì cũng khá là phải về. Giờ đổ đây rồi lại dọn dẹp tiếp nha mọi người. Bị mùi. Quá đẻ mọi người. Được rồi, hai con vú đỏ. Đấy là hai con đây đứa. Đây được ba con búa đỏ nha mọi người. Anh em chĩa luôn cho nước chảy đi xe búa diệt búa bị mùi này cho nó tốt. Đấy rồi bây giờ sẽ năm ký á. Con này tầm 5 ký nha mọi người. Wow, quá đẹp cái mít luôn rồi, cái đó cái vòi cái mít rồi. Con nữa. Quá đẹp, bực siêu to không?
quá em. Khi mà lên thì anh em sẽ sống xít để dọn dẹp mặt hàng cho nó xong, sau đó để phân dày lên nha mọi người. Dày thì khoảng là sẽ ngồi ở dưới. Nói chung là chung thì sống xít là một người một tay cho nó lệ. Tăng đầu tiên là xong. Nói thì với mọi người thì tăng giờ anh em độ cũng tầm khoảng 5-6 triệu bạc. Nói chung thì tăng giờ ok, ổn nha mọi người. Nếu mà tăng nào nó cũng như vậy thì anh em cũng rất là vui vẻ. Nói chung là bội thu đó mọi người. Tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Tiên. Mọi người hãy ủng hộ Tiên bằng cách nhấn đăng ký kênh để xem tiếp nhiều video hấp dẫn của Tiên hơn. Và bây giờ thì Tiên sẽ tạm dừng video tại đây để chuẩn bị săn bắt lần làm tăng thứ hai. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người vào video tiếp theo.